Ngày 18 tháng 12 năm 2021, người dân đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hối hả chẳng chống nhà cửa khi hay tin cơn bão số 9 sắp đổ bộ. Một số tàu cá đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa cũng vội vã vào vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn để tránh bão số 9 và tranh thủ bán hải sản. Tại thôn Tây An Vĩnh, ông Nguyễn Trụ, 50 tuổi, dành ra một ngày cùng con trai lấy cát dồn vào bao tải để về gia cố chằng mái nhà tôn cho nhà trước khi bão đổ bộ. Dù hầu như năm nào cũng phải hứng bão, nhưng thông tin về sự nguy hiểm của cơn bão số 9 vẫn khiến người dân Lý Sơn phải dè chừng. Vì tôi nghe đời bố là bố rất mạnh, nên tôi hốc cát để về chặn chống nhà cửa để chống bão. Tôi là một người dân đổ Lý Sơn, tôi nghe thông tin là bố đội bố nay là tôi cũng chuẩn bị phần chống hốc những bột cát để phần chống trận dịch loại mấy tông nhà cửa. Gia đình bà Đỗ Thị Kim Hoa ở thôn Đông An Vĩnh lo lắng sợ gió và làm tốc mái sập nhà nên mua bao tải về dồn đất để chằng mái nhà. Bà cùng các con cháu mỗi người một tay tranh thủ chằng chống gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ vì nhà bà nằm sát với bờ biển. Tại nghe gió bổ gió nặng thì phải đi kiếm đất và mua và để lên chặn cho nó khỏi bay tông. Chứ rồi cái bay tông rồi cái nó tấp nhờ tấp quá rồi không có tiền mà sớm lợi thì mình cũng phải không có tiền cũng phải rút đi mô và đi kiếm đất để mà cho nó khỏi gió ba. Chỉ mới khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa được hơn 10 ngày, tàu cá DNA 90307 TS của ngư dân Nguyễn Phú Hùng ở Đà Nẵng đành phải bỏ dở phiên biển, chạy vào vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn trú bão vì biết cơn bão số 9 rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Cập bờ, chủ tàu tranh thủ bán tháo khoảng 5 tấn cá cho thương lái để lấy tiền mua sắm nhu yếu phẩm, nhiên liệu phục vụ cho chuyến biển tiếp theo sau khi bão tan. Đi được hơn 10 ngày ở Hoàng Sa rồi, nghe tin bão vào biển Đông là đi về Đà Nẵng không được là phải chạy về Lý Sơn đắp bão. Rồi với bán mấy tấn hải sản và tấn ngừ có nằm ở đây đồ bán để lấy nhiên liệu vừa. Tại sao từ cho qua bão rồi ra lại Hoàng Sa đánh bắt. Chiếc nào có cá chúng tôi ra thu mua lại để trữ lại bán động, giúp cho ngư dân có tiền đổi dầu để đi chuyến biển tiếp theo. Người dân đảo Lý Sơn thường xuyên phải đối mặt với bão nên luôn chủ động để giảm thiểu thiệt hại. Đến cuối giờ chiều ngày 18 tháng 12, hầu hết các hộ dân trên đảo đã thực hiện chằng chống ràng buộc nhà cửa. Dự kiến trong ngày 19 tháng 12, chính quyền địa phương sẽ triển khai di rời một số hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm của sóng biển chiều cường và các hộ dân có nhà cửa không đảm bảo an toàn đến các điểm ở tạm để trú tránh bão. Cập nhật về diễn biến bão số 9, có tên quốc tế là bão Rai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong vài giờ qua, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Bắc, cường độ mạnh thêm một cấp. Đến 19 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách Bình Định Khánh Hòa khoảng 470 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là 165 đến 185 km một giờ, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão.